Trương Quỷ Minh Nhàn là cái tên được chú ý đặc biệt trong dàn thí sinh dự thi Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Cô sinh năm 2001, là cựu học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế. Minh Nhàn gây ấn tượng bởi vẻ sắc sảo, chiều cao 1m73, cùng thành tích học tập tốt. Và cô gái này còn được người hâm mộ sắc đẹp đặt cho biệt danh mỹ nhân IELTS 8.0 vì khả năng ngoại ngữ nổi bật của mình. Xinh đẹp, tài năng, cộng với những nỗ lực cố gắng của mình, Trương Quỷ Minh Nhàn đã vượt qua 44 thí sinh trở thành Á hậu 2 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Hãy cùng với buổi thi gặp gỡ Minh Nhàn trong một bạn trẻ ngày hôm nay nhé. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trương Quỷ Minh Nhàn, Á hậu 2 Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 và mình là một người con sinh ra và lớn lên tại Thừa Thiên Huế. Thành phố Huế được biểu diễn với vẻ đẹp nhẹ nhàng, trầm ổn và Minh Nhàn nghĩ rằng mình đã phần nào đó nuôi dưỡng được trong con người của mình những tính cách đó. Khi mà mình được khoác trên người của mình chiếc áo dài thì mình cảm thấy thực sự rất là tự hào, một chiếc áo mà nó thể hiện được quê hương đất nước của mình và đồng thời thì mình có thể lan tỏa được những cái giá trị văn hóa truyền thống cũng như là những nét đẹp của con người Huế, con người Việt Nam đến bạn bè của quốc tế. Chắc là mọi người cũng hơi thắc mắc một chút tại sao một cô gái Huế lại chọn cuộc thi Miss Grand mà không phải là những cuộc thi khác. Tiêu chí của cuộc thi Miss Grand thì lại là sự cá tính, sự năng động và sự hoạt bát ở trong đó. Một phần nào đó Minh Nhàn mong muốn truyền tải với mọi người rằng là cô gái Huế đều có thể vừa cá tính vừa năng động và cũng có thể vừa dịu dàng đồng thắm những lúc cần thiết. Và quan trọng hơn cả là cô gái ấy có một trái tim và luôn luôn sẵn sàng làm những việc tốt và lan tỏa những điều tích cực đến với mọi người xung quanh. Trước khi tham gia cuộc thi thì Minh Nhàn là một người có cơ địa khá là dễ lên cân và được ngay sơ khảo 2 tháng để tham gia vào Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam thì mình phải có một chế độ ăn rất là khắc nghiệt cũng như là chế độ tập luyện để mà mình có thể có một cái body rất là ấn đổi để mà tham gia lên sân khấu. Điều mà Minh Nhàn cảm thấy đáng học hỏi nhất đó là sự cầu thị, sự cầu tiện của các bạn. À, bất kỳ một bạn thí sinh nào tham gia vào cuộc thi, các bạn luôn luôn giữ cho mình một tấm thẻ đã luôn luôn muốn học hỏi, luôn muốn phát triển bản thân mình mỗi ngày. Nếu như không tham gia cuộc thi Miss Grand Việt Nam thì có lẽ Minh Nhàn sẽ không thể là một người như hôm nay, một người có thể tự tin bước lên sân khấu, giảm bản lĩnh và thể hiện bản thân của mình. Nếu như mọi người có theo dõi cuộc thi thì mọi người sẽ biết là top 15, top 10 thì Minh Nhàn đều là cái tên được nhắc gần như là cuối cùng, thực sự rất là hồi hộp và lo lắng. Nhưng mà may mắn là mình đã được vị trí Á hậu 2 Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam và mình nghĩ đó là một sự cố gắng cũng như là sự công nhận từ phía ban giám khảo cũng như quý khán giả và mình rất trân trọng điều đó. Nhờ có cơ hội ngày hôm nay mà mình có thể trò chuyện cũng như là gặp lại những người bạn của mình thì mình cảm thấy rất là vui và cũng như là gọi là ôn lại một chút kỷ niệm. I believe that we are not perfect. We have our own flaws. We have our own weaknesses and insecurities. But together, we can make the world a better place. I do believe that by doing all the good deeds, we can build the first brick in the foundation of building a society. A society where there is peace, of nonviolence, and of civilized society. Mình đã theo dõi Minh Nhàn từ đầu cuộc thi. Khi mà nghe Minh Nhàn được Á hậu 2 của Miss Grand thì mình cảm thấy rất là tự hào về người con gái Huế. Mình cũng mong là Minh Nhàn có thể mang hình ảnh của một người con gái Huế đi xa hơn và đặc biệt là ở cả quốc tế. Mọi người cũng biết là hiện tại chuyên ngôn ngữ là một điều gần như không thể thiếu trong cuộc sống ngày nay. Khi mà nói chuyện với người nước ngoài, nó tôi luyện cho mình sự tự tin. Bởi vì để mà nói chuyện với một người nước ngoài thì phải biết là mình đang mong muốn truyền tải những điều gì và người ta đang thực sự muốn biết những điều gì. Sau khi trở thành Á hậu 2 Miss Grand Việt Nam thì Minh Nhàn mong rằng mình có thể sử dụng tầm ảnh hưởng cũng như là tiếng nói của mình để có thể lan tỏa được những điều tích cực, những điều giá trị có ý nghĩa đến cuộc sống và đặc biệt Minh Nhàn rất mong muốn có thể mang đến tinh thần ham học hỏi về ngoại ngữ, đặc biệt là về tiếng Anh.
Để chinh phục được IELTS 8 chấm thì nó không thể tính được bằng một con số cụ thể là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng. Mà mình nhà nghĩ đó là một sự tích lũy kiến thức, đặc biệt là nhờ nền mỏng tiếng Anh. Từ hồi mình học trường trung học phổ thông chuyên thì mình cũng đã có những cái kiến thức cơ bản để mà từ đó mình có thể phát triển xa hơn. Khép bàn tay này, đừng xa ra. Đó, đúng rồi, như vậy. Minh Nhàn có một câu tiếng Anh mà Minh Nhàn thực sự rất là tâm đắc và muốn chia sẻ với mọi người, đã là If you want something you've never had, you have to do something you've never done before. Thì nếu như các bạn mong muốn điều gì, đặc biệt là những điều mà các bạn cho rằng là cao cả, là vĩ đại hay là có ý nghĩa trong cuộc đời của mình, thì mình phải dám đương đầu và dám bước ra khỏi vòng an toàn của mình và theo đuổi đam mê đến cùng. Trong tương lai thì Minh Nhàn sẽ có những dự định riêng của mình. Cho dù Minh Nhàn có đi theo con đường nào đi chăng nữa, Minh Nhàn tin rằng mọi người vẫn sẽ luôn quan tâm và ủng hộ Minh Nhàn trong chặng đường sắp tới.